Về võ thuật đó, xin được chia sẻ với tất cả chúng con là ở đây muốn nói đến một phương pháp huấn luyện để giáo dục con người, thì võ thuật hiểu nó phải nhớ tới ba cái trình độ. Một là học võ chỉ để phòng thân, đây là trình độ thấp nhất, tuy rằng cũng công phu nhưng mà thấp nhất, chỉ để phòng thân mà thôi, bởi vì nó chỉ nhắm tới bản thân, nó còn ích kỷ lắm, và nhiều khi nó còn loại trừ người khác. Khi nhắm đến phòng thân như là muốn hạ thủ đối phương, cái đó không ăn thua gì. Trình độ thứ hai cao hơn, học võ thuật là để biến đổi con người của mình. Người ta vẫn nói văn không võ, văn thành nhu nhược, mà võ không văn, võ hóa bạo tàn. Cho nên văn học cho giỏi mà võ cũng phải luyện cho điêu luyện thì nó mới ra hai phần của con người, văn võ. Và chúng ta cũng thấy trong một đất nước có quan văn, quan võ, hai cái ngành lớn góp phần để bảo vệ phát triển ngành giáo dục cho trí tuệ con người, và võ để mà giữ gìn an ninh trật tự, biên cương được tốt đẹp. Nhưng mà văn võ đi đôi với nhau đến là trình độ thứ hai chưa ngon lành cho lắm, mặc dù đã khá rồi. Còn trình độ thứ ba của võ tức là phải hiệp nhất muôn người lại trong cái con đường lành, con đường tốt. Bởi vậy, cha có kinh nghiệm về võ Taekwondo. Ai đang nghe về Taekwondo là một môn võ thuật xuất phát từ Đại Hàn, và người ta dành ngay bây giờ cho các quân đội của Đại Hàn và các trường của Đại Hàn vẫn còn tiếp tục huấn luyện. Và ngày trước 75 thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã mời các huấn luyện viên Taekwondo của Đại Hàn sang đây huấn luyện cho các sĩ quan của Việt Nam. Cha có cái hân hạnh là từ năm 1971, cách đây 46 năm thì được thụ giáo với một võ sư đã là học trò trực tiếp của các võ sư Đại Hàn, võ sư Nguyễn Văn Oanh thuộc Cảnh sát Quốc gia. Và ở đây muốn nói lên cái điều này là trong 20 bài quyền của Taekwondo thì bài đầu tiên gọi là bài chân di đi thành bốn hướng, nói lên cái nền tảng bốn phương của thế giới, nói lên cái lời chào mời ôm trọn tất cả thế giới trong bài đầu tiên, bài chân di. Sang đến bài 20 là bài cuối cùng thì gọi là bài tông in, là cái bài mà đi một đường thẳng, ngụ ý là hiệp nhất muôn người nên một để trở thành một gia đình của loài người. Cho nên nó có cái ý nghĩa triết lý ở trong đó, nên cái môn võ thuật nó mới sống bền, sống lâu. Bây giờ cho đi thử cái bài đầu tiên cho mọi người xem coi nhé. Vỗ tay thật to là các bạn, thật to, thật dài hơn nữa. Cái ý nghĩa của cái bài đầu là đón nhận bốn phương bốn hướng thành như anh em để tiến tới bài 20 anh em một nhà, thì nó với những động tác tuy đơn giản nhưng mà nó có một ý nghĩa triết lý rất là hay. À, xin mặc áo dòng thì nó cũng hơi khó tí nhưng mà xin mọi người thưởng thức. Võ sĩ, chúng ta vỗ một tràng pháo tay. Xin đứng cha cho các cháu xem một bài quyền. À, rồi. Bây giờ cha đi bài quyền này thuộc dạng trung cấp. Và bài quyền này nó diễn tả cái sự hiệp nhất như một lời chúc. Và bởi vì
mang áo rộng nó có hạn chế một chút nhưng mà không sao. Bài quyền này mang tên một vị tướng của Đại Hàn tên là Pun. Bỏ xuống dưới. Bài Pun. Tài ơi. Bây giờ cha tài xin đánh. Bài này nó nặng về những cái bàn tay và chân đánh hạ đẳng để diễn tả cái căn bản của công kỳ nhưng mà vững chắc. Rồi xin phép. Bài quyền thì nhiều lắm. Cha nói thật với các con là cha học võ cách đây 47 năm. Và đã luyện hết pho quyền taekwondo 20 bài. Và đồng thời tìm ra và luyện hết pho quyền karate 15 bài. Rồi lại thêm sáng tác một bài tên là Thiền Sư Hạ San, tức là Thiền Sư xuống núi. Vỗ một tràng pháo tay. Rồi cha lại học thêm được một bài võ tàu gọi là Ngũ Cầm Hí. Tiếp theo 17 thế dịch cân kinh cùng với bài Khí Công. Ghê không? Và cuối cùng là một bài gậy. Tóm lại là 40 bài quyền. Ai muốn học giơ tay lên coi. Rất hoan nghênh. Rồi tại cha đang có 6 đệ tử đệ nhi và tam đẳng chính thức và đang dạy cho các thầy ở Đại Chủng Viện. Các thầy thuộc năm 2 và năm 3 thì bắt buộc học trong các giờ mỗi ngày, mỗi tuần 2 buổi. Hy vọng các thầy tại các sứ đạo sẽ giúp cho các con. Và cha hy vọng rằng nếu ở đâu có các võ sư dạy, chúng con tham gia học, đặc biệt với ngành nghĩa và ngành hiệp sĩ mà học thì là rất đúng, bởi vì các nghĩa quân và các hiệp sĩ phải là những người văn võ song toàn để mình làm cận vệ cho thầy Giêsu, đó mới là phải. Vậy cho nên xin được giới thiệu đôi nét và hy vọng có dịp là chúng ta sẽ giúp nhau để bước vào trong cái ngành võ thuật. Và cái bài vừa rồi cha đi cũng là để đáp lễ chúng con có nhiều bài vũ hay quá. Xin cảm ơn tất cả.